Thời tiết nắng nóng, nhiệt độ tăng cao dễ dẫn đến nguy cơ gây ôi thiêu thực phẩm do nhiễm khuẩn. Trước tình trạng này, Ban Quản lý chợ Rạch Dừa thành phố Vũng Tàu đã và đang tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thực phẩm lưu thông vào chợ, kết hợp với tuyên truyền, nhắc nhở tiểu thương nâng cao ý thức trách nhiệm trong kinh doanh thực phẩm để bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng. Chợ Rạch Dừa thành phố Vũng Tàu mỗi ngày phân phối khoảng 25 tấn thực phẩm cho cư dân địa phương và một số chợ trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Xác định nguy cơ mất an toàn thực phẩm mùa nắng nóng, ngoài việc tăng cường kiểm tra giám sát nguồn gốc hàng hóa vào chợ, đặc biệt với các sản phẩm tươi sống, Ban Quản lý chợ Rạch Dừa thường xuyên tuyên truyền các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm đến tiểu thương, người dân. Chợ Rạch Dừa hiện vẫn duy trì hiệu quả mô hình quầy sạp thực phẩm an toàn do Sở Công Thương đầu tư từ năm 2017. Thì Ban Quản lý chợ cũng áp theo cái quy định đó, thì cũng tăng cường kiểm soát về vấn đề thực phẩm. Vấn đề thứ nhất là tăng cường kiểm soát test nhanh gấp 2, gấp 3 lần các tháng bình thường. Rồi cũng thông báo cho bà con là cảnh giác về những cái vấn đề dịch cúm gia cầm, rồi cho bà con được nắm rõ. Nỗ lực đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của Ban Quản lý chợ và các tiểu thương là cách thu hút người tiêu dùng đến với chợ truyền thống trong bối cảnh phải cạnh tranh gay gắt với các phương thức kinh doanh hiện đại.